Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Live. Và hôm nay thì là server Việt Nam chả có cái vẹo này. Xin phép anh em ở qua server Thái Lọ mày update khá nhiều cái hay. Đấy, rất nhiều cái hay, thông báo cho anh em một tí. Ok, thì mình đã ở bên server Thái anh em nhé. Mấy hôm nay server Việt Nam kiểu hôm qua thì có sự kiện mới mà không đặc sắc lắm, hôm nay thì bình thường. Đấy, xin phép anh em đi du học. Đấy, nhiều số anh em hỏi là không biết là cái cuồng long giáng thế các server bán bao nhiêu tiền. Thì bên này họ đã ra cái cuồng long giáng thế rồi, trông rất bá. Hôm trước tôi đã có video test sớm cho anh em rồi. Đấy, anh em nào xem được thì xem rồi, chưa xem được thì kệ anh em thôi. Đấy, thì cái hành động cuồng long giáng thế này nó sẽ có giá bên này là 277 huy hiệu. Thì bây giờ tôi cứ tính nhanh nhá, là ví dụ như suy nhất là 150kc thì được 10 huy hiệu trong 10 lượt quay. Thì 10 cộng 1 11 huy hiệu. Đấy, nhân lên thì là 1500kc thì là bạn mới được 110 huy hiệu. 220 thì bạn mất 3000kc. Như thế là xong rồi bạn sẽ mới có 220. Bạn vẫn thiếu 50 huy hiệu nữa để mà có thể đủ được con số 277. Thì là các bạn sẽ tốn đâu đó khoảng 1/3 số tiền, một nửa số tiền kia nữa, tức là khoảng 4500kc. Đấy là trong trường hợp suy nhất ở bên server Thái để lấy được cái hành động này, để lấy được cái hiệu ứng này. Còn trong trường hợp mà các bạn hên thì cứ cho là một lần quay được 2 huy hiệu đi. Đấy, một lần quay được 1.5 huy hiệu đi thì cũng phải 3000kc cái kết liễu này. Thì đây sẽ có thể là một trong đồ bên Ana Free Fire họ sẽ bán với cái giá trên trời. Đấy, họ sẽ bán với giá trên trời để anh em suy nghĩ xem có nên múc hay không. Nhưng mà đúng thôi, tại vì mấy cái hành động kết liễu trước đây phải lấy từ súng level 8 thì nó mất đến hơn 3 triệu rồi, 3 triệu 3 thì mới bớ được. Thì rõ ràng là cái này cũng không thể có giá rẻ được, đúng không? Đấy, ok, ở đây chúng ta sẽ có mấy bộ đồ mới này. Siêu nhân rơi cộng thêm với cả thanh katana nó 7 màu, 7 sắc cầu vồng, trông khá đẹp. Đấy, trông cũng khá ổn áp, trông khá lực, trông thật sự là lực. Trông khá lực nha anh em nhá, khá lực. Thì đấy là cái đồ này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có đó là cái gì đây? Đây là cái năm đấm. À, cái này cũng ra server Việt Nam rồi thôi. À quên, đã ra server Việt Nam quái đâu, quên mất. Cái ác của mình ở server Việt Nam mình được test thôi. Mà chưa ra server Việt Nam nha anh em nhá, nhầm. Thế là có một đống thứ chuẩn bị bán server Việt Nam đấy. Đấy, tiếp theo ấy thì là chúng ta sẽ có cơn lốc cuồng loạn, cơn lốc cường hóa, cuồng hỏa. Đấy, còn đây là cái hòm xác đảo quân sự. Cái này là cái nhà ma trên cổng trời xưa. Đấy, được đấy nhở. Bên này có quả hộp thì có 6kc này. Vâng, quả hộp thì có 6kc. Nhưng chắc là toàn ra huy hiệu, ra đồ thì quái là được. Ui giời, ra đúng ra 4 huy hiệu. Ra đúng 4 huy hiệu và cùi. Nói chung là hộp với trông cái kiểu giá mà lại 6kc là cực kỳ bịp nha anh em nhá. Mà cái hộp này vốn dĩ là cũng rẻ, cái hộp này vốn dĩ nó có 9kc, tức là nói chung là cái sự bịp của nó rất là cao. Đấy, chứ còn nhìn mấy cái hộp xịn ngắp toàn 25kc. Đấy, hộp này đồ toàn 199 huy hiệu ạ. Ui dù thì mở thì có mút chỉ có 3 bì nhá. Mở có lại 1000kc đồ. Và nhẹ 1000kc. Rẻ thì có phải độ tầm 600-700kc. Nặng thì phải độ tầm 1000 hơn. Sợ thật đấy. Wow, sợ thật đấy. Rồi, nào tiếp chúng ta có cái gì đây? Chúng ta có cái này là sự kiện gì đây? À, bên này cũng chưa thấy có sự kiện gì đặc biệt. Đấy, trông hết sức là bình thường, như cô Hường ngồi ở cổng trường nó bán nước đường rồi đêm nào cũng ngủ trên giường thôi. Đấy, tặng khẩu Thompson Kim Mờ Long cũng được. Đấy, Thompson Kim Mờ Long thì cũng khá là ok. Rồi, còn gì nữa? Vâng, katana, cái vụ tặng cái kunai này thì nó sẽ liên quan đến cái hợp tác giữa Free Fire và Naruto nhá. Cái này thì bên Free Fire đã thông báo hôm nay rồi. Đấy, rất là giòn. Thì nói chung là chúng ta chuẩn bị xem Naruto bắn súng, Sasuke ném lựu đạn. Đấy, Sakura cầm bazooka. Rồi lái xe, thấy Kakashi lái xe chở học trò đi chơi.
Đấy, nói chung là hiện đại xem Naruto nhảy dù đấy, có khi lại còn không biết có bao nhân vật khác nữa không, Rock Lee nọ kia. Tôi là một fan Naruto, các bạn biết là tôi có một cái bộ sưu tập mô hình Naruto mà. Đấy, chuẩn bị Madara với cả cụ Nhất, gọi là hai người cầm súng bắn nhau, không cần dùng nhẫn thuật nữa, không cần dùng gọi là các thứ nữa, nhãn thuật kiểu có Sharingan, đấy, Byakugan các kiểu gan gan đấy, đấy. Rinnegan đấy, gọi là luân hồi nhãn à, tả luân nhãn, luân hồi nhãn, bạch nhãn, pha ngầu càng đét đấy, chuẩn bị vào Free Fire hết rồi. Ngày trước có một số bạn bảo là sao có cái tin đồn là tác giả của Naruto là không bao giờ hợp tác với Free Fire. Xin lỗi các bạn, còn cái tầm này có tiền thì cái gì người ta chả làm. Đấy, bây giờ ví dụ như là người ta bảo là bây giờ tác giả Naruto hợp tác với Free Fire thì bán được đồ thì người ta chia lợi nhuận cho, ui chả gật đầu vội. Chả gật đầu vội, bây giờ xã hội nó khác rồi các bạn ơi, xã hội khác rồi, Free Fire giờ đỉnh nắp rồi, bay phấp phới rồi. Đấy, à đây là cái áo của Falcon này, áo Falcon nó đang nằm trong cái sự kiện xem live stream ở bên server Thái. Thì hình như là khi mà xem live stream thì sẽ nhận được cái huy hiệu, và cái huy hiệu này có thể đổi được cái áo của nhà vô địch của Free Fire World Series Spring 2024. Thì đó chính là team Falcon, nó sau lưng sẽ có chữ tên là Champion và dưới là Free Fire World Series Spring 2024. Logo của team Falcon nói chung là khá đẹp. Đấy, trông rất là xịn sò con bò. Thì cái này sẽ là cái áo chính thức thi đấu của team Falcon để kỷ niệm cho cái đợt mà họ vừa vô địch cái giải Đông Nam Á vừa qua. Đấy, cái đợt hồi tháng 5 tôi có bình luận đấy. Đấy, dành đề phòng anh em nào không biết. Đề phòng anh em nào không biết. Đấy, rồi, thì đấy là một số thông tin mình mang đến cho anh em trong video này. Cái áo này tất nhiên là nó free nhá. Áo này tất nhiên là nó free, ngoài ra nó còn có mấy cái áo khác nữa, trông khá tếu. Đấy, ngoài ra là còn mấy cái áo khác nữa. Mấy hôm nay thì đang ở trong cái, à mà tối nay team Falcon họ cũng thi đấu tại eSports World Cup luôn. Đấy, tối nay cũng sẽ là trận ra quân của team Falcon để chúc họ thi tốt nhưng mà đừng tốt bằng eSports. Chúc họ bắn hay nhưng mà đừng bắn hay bằng eSports. Đấy, chúc thế là mới chí để cho Việt Nam mình còn vươn lên chứ. Ok, thì đấy là một số thông tin rất là nhố nhăng tôi đã dành cho anh em. Và bây giờ thì cảm ơn anh em theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.